cạn nước tự tắt bếp, nước sôi tự tắt bếp, phun tính năng, mặt kính, mà giá thì chỉ 3 triệu đồng. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube Hương Mùi Nhật Mãi. Các bác vào xem bếp thì cho em Hương xin một nốt like, một bình luận và một đăng ký kênh cả nhà nhé. Hôm nay em giới thiệu với các bác một chiếc bếp của Osakaga, mã là 110H363. Bác nào mà đang quan tâm tới cái dòng bếp mặt kính full tính năng mà tài chính khoảng tầm 3 triệu thì liên hệ ngay cho em Hương theo số 0359014200 các bác nhé. Đây ạ, một chiếc bếp rất là đẹp. Mặt kính này là màu xanh ngọc có kim tuyến cả nhà nhé. Rất là đẹp cả nhà. Chiếc bếp này sản xuất 2014 các bác nhé. Thành vách của bếp đây ạ, rất là đẹp. Đây cả nhà, không có bị chảy xước gì cả đâu. Em có sơn lại cái mặt này, sơn tĩnh điện, sơn ô tô, các bác không có lo nó bị chảy cả nhà nhé. Bây giờ em sẽ test các cái tính năng của bếp. Bác nào quan tâm tới chiếc bếp này thì hãy cùng em theo dõi hết cái video này, các bác sẽ không có thất vọng đâu ạ. Đây các bác này, lửa rất là xanh, đánh lửa rất là nhanh cả nhà nhé. Chế độ bảo hành thì nhà em bảo hành cho các bác 1 năm. Bây giờ em Hương sẽ test cái tính năng đó là nước sôi tắt bếp cho các bác nhé. Đấy, bếp này là một chiếc bếp full tính năng luôn. Đồng thời bên bếp trái em sẽ test cái tính năng là cạn nước cho các bác luôn. Đấy ạ. Bác nào mà đang tìm kiếm cái dòng bếp full tính năng thì các bác không nên bỏ qua chiếc bếp này ạ. Bên bếp trái thì có các cái tính năng đó là đồng hồ hẹn giờ. Đồng hồ hẹn giờ tối đa các bác có thể hẹn 99 phút các bác nhé. 99 phút thời gian hẹn giờ. Đây ạ, 99 phút thì các bác làm được rất là nhiều việc đúng không? Bây giờ em Hương sẽ hẹn 1 phút thôi nhé. Hẹn 1 phút để xem bếp nó tự động tắt như thế nào. Rồi. Ngoài ra thì còn chế độ nấu cơm, nấu cháo các bác nhé. Đây, nấu cơm này, dòng dưới là cơm, cơm dòng trên là cháo. Rồi em ấy sẽ hẹn lại 1 phút. Còn tiếp theo bên bếp phải, em Hương đang test cái tính năng là nước sôi tắt bếp cả nhà nhé. Đây, nước đã sôi rồi đây. Bây giờ em sẽ chọn cái chế độ là nấu nước. Đây, nó có cái hình cái ấm đây cả nhà này. Các bác không cần phải biết tiếng Nhật đâu ạ. Mình dùng rồi mình quen thôi, dùng vài lần là mình quen. Đây, cái dòng trên là nước sôi các bác nhé. Cái dòng dưới là giữ ấm trong 5 phút. Đấy, bây giờ em Hương chọn cái tính năng này. Nước sôi rồi thì nó sẽ tắt bếp thôi. Nhưng mà các bác lưu ý là phải đậy lại nhé. Đậy lại thì nó mới tắt. Một chút xíu thôi các bác ạ, một chút xíu là nó sẽ tắt bếp thôi. Đấy. Bếp bên này thì còn 30 giây thì bếp sẽ tự động tắt bếp qua ga. Nên nó có âm thanh tít tít để nó báo cho mình là sắp tắt bếp rồi đấy. Đấy, nước đang sôi. Nước sôi đủ nhiệt độ thì nó sẽ tắt thôi. Khi các bác nấu thì nó sôi khoảng tầm 1 phút cả nhà nhé. Nó sôi khoảng tầm 1 phút thì bếp nó sẽ tự động tắt. Đây, còn 3 giây cả nhà nhé. Còn 3 giây đấy ạ. Rồi các bác nhìn lên ngọn lửa nhé. Rồi bếp đã tắt rồi. Sau khi tắt bếp thì sẽ khóa ga luôn. Đây, đồng hồ đã quay về số 00 như thế này. Rồi tiếp tục em Hương sẽ test cái tính năng đó là cạn nước tắt bếp. Chế độ nhiệt độ cao thì bếp sẽ tự tắt cả nhà nhé. Rồi quay lại với lại cái chiếc bếp này thì bếp vẫn chưa có tắt. Mình đợi chờ thêm một chút xíu nữa. Trong lúc đợi chờ chúng ta sẽ đi tham quan cái lò nướng các bác nhé. Chiếc bếp đời 2015. Đấy, chiếc bếp đời 2015. Khay nướng và vị nướng là bằng nhôm cả nhà nhé. Chiếc bếp này là bằng nhôm. Khay nướng 2 tầng lửa các bác. Em Hương sẽ bật luôn cái lò nướng cho các bác theo dõi này. Khay nướng thì lò nướng các bác có thể hẹn tối đa là 15 phút cả nhà nhé. 15 phút. Đấy. Em sẽ hẹn 1 phút thôi. Rồi các bác ơi, nước đã tự động tắt rồi đây này. Sau khi nước sôi thì đã tự động tắt rồi nhá. Đấy, ban nãy em Hương chọn cái chế độ nước sôi này. Đấy, bếp đã tự động tắt rồi. Đấy, test như thế này để cho các bác thấy là trực tiếp các cái tính năng của bếp luôn, cho các bác yên tâm. Đấy, em Hương sẽ hẹn 1 phút ở trong cái lò nướng này các bác nhé. Khay nướng 2 tầng lửa, hắt từ trên xuống và từ dưới sang. Bếp full chức năng mà chỉ có 3 triệu đồng thì thi thoảng em Hương mới về được một chiếc như thế này thôi. Hôm trước có một chiếc thì em có bán rồi đấy. Bây giờ em sẽ hẹn 1 phút của cái lò nướng này. Rồi em sẽ để cái này xuống và test các cái tính năng khác của bếp ở nhà nhé. Test cho các bác thấy là sau khi bếp tắt thì nó cũng sẽ tự động khóa ga luôn. Đây cả nhà nhé. Đấy, bếp em Hương vẫn đang còn bật đây này. Đấy, bếp em Hương còn bật, các bác nhìn thấy đấy. Đang còn bật bếp đây. Đây ạ. Rồi tiếp theo em sẽ bật lại. À các bác ơi, bếp bên này cũng đã tắt rồi. Tắt lúc nào mình cũng không để ý luôn. Em bật lại nhá. Đây, các cái tính năng của chiếc bếp
bên sải đây ạ. Sắp hết thời gian hẹn giờ của lò nướng này cả nhà. Đấy, đồng hồ đã về không rồi. Đồng hồ đã về không và cái lửa trong này cũng đã tắt cả nhà nhé. Bây giờ em sẽ tắt cái lò nướng đi, test các cái tính năng của bếp bên sải cho các bác theo dõi. Đây ạ, tùy chỉnh nhiệt độ trên gián từ 160 đến 200. Tất cả các cái nốt này nó đều sáng, có nghĩa là nó hoạt động tốt hết các bác nhé. Đây, đấy, chế độ giữ ấm 5 phút này và chế độ nước sôi. Rồi, bên bếp trái đã tắt cả nhà nhé. Các bác có nghe cái âm thanh không? Hôm nay nhà em hơi ồn ào, các anh kỹ thuật viên đang hướng dẫn cho khách. Đây, sau khi tắt bếp thì sẽ tự động khóa ga luôn. Tính năng rất là an toàn. Đây, đã báo khóa ga số 02 đây các bác nhé. Đấy, rồi ok. Rồi em sẽ tắt này. Tiếp theo sang cái bếp bên phải này. Cái tính năng này đây. Đó. Rồi, đây là phím 3S. Các bác ấn và giữ giúp em luôn 3 giây. 1, 2, 3. Đấy, đúng không ạ? Thực ra tiếng Nhật thì các bác có thể là nhìn thì có thể là khó sử dụng thôi, nhưng mà rất là dễ thôi các bác ạ. Trong trường hợp các bác chỉ cần dùng 2 đến 3 ngày là các bác sẽ quen thôi. Còn bác nào mà khi mà mới mua bếp về mà chưa có quen ấy, thì em sẽ chụp cái màn hình dịch lại để cho các bác tiện sử dụng cả nhà nhé. Đây, một chiếc bếp rất là an toàn. Em Hương đã test cái tính năng đó là cạn nước tắt bếp, nước sôi tắt bếp. Bây giờ em sẽ tiếp tục test cái tính năng là gió thổi tắt bếp của chiếc bếp này các bác nhé. Bác nào mà quan tâm tới chiếc bếp này thì liên hệ em Hương theo số 0359014200 ạ. Rồi đây các bác, sau đối với cái tính năng đó là gió thổi tắt bếp thì nó sẽ chưa khóa ga luôn đâu. Nó phải đợi khoảng tầm 15 giây cả nhà nhé. Đợi tầm 10 đến 15 giây thì bếp nó mới khóa ga. Osaka ga. Rồi, bếp đã khóa ga rồi các bác nhé. Bếp đã báo hiệu âm thanh khóa ga rồi đấy. Rồi, em Hương test luôn cho cả nhà theo dõi này. Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Chỉ 3 triệu thôi. 3 triệu là nhà em bao ship cho các bác luôn rồi nhá. Mặt kính các bác lau chùi nó sẽ rất là sạch. Sạch giống như là cái bếp nội hoặc là các bếp chung mà các bác thường dùng đấy. Mặt kính này, em sẽ tắt bếp đi. Thành vách quay cho các bác xem, thành vách bên trái bên phải đều vuông thành đường cạnh. Nhà em đã vệ sinh rất là sạch sẽ rồi, lắp lưới chống chuột cho các bác luôn rồi nhé. Bây giờ các bác đặt bếp thì em Hương sẽ gửi hàng đi luôn thôi. 3 triệu đồng một chiếc bếp full tính năng, có đồng hồ hẹn giờ bếp nấu bếp nướng, có chế độ nấu cơm nấu cháo, nấu nước, nước sôi tự tắt, mình kho cá kho thịt mà cạn nước thì cũng sẽ tự tắt như là cái tính năng em Hương test các bác nhé. Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Kiềng bằng thép không dỉ, bếp trên lửa bằng nhôm hợp kim. Đấy, bác nào quan tâm chiếc bếp này thì liên hệ ngay cho em Hương cả nhà nhé. Rồi các bác mới vào xem kênh thì cho em Hương một đăng ký kênh ạ. Bác nào mà thấy cái bếp ga Nhật này nó hay, nó an toàn, nó tiết kiệm mà đang tham khảo cái dòng bếp ga Nhật thì các bác đăng ký kênh để theo dõi em Hương lên video cả nhà nhé. 3 triệu đồng bao ship cho các bác luôn. Rồi xin chào tất cả các bác. Hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo của em Hương ạ.